Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ đã tổ chức lễ khánh thành bia kỷ niệm nhà in giải phóng tại ấp Phương Quà, xã Phương Bình, huyện Phung Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ấp Phương Quà, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp từng là địa điểm hoạt động của tổ in ấn giấy sáp mang tên Nhà in Nguyễn Văn Giỏi thuộc ban tuyên quấn tỉnh ủy Cần Thơ. Nhiệm vụ lúc bấy giờ là in tờ báo, tranh đấu, tài liệu học tập, tài liệu, binh dận, các loại truyền đơn để cổ vũ cho phong trào hành động cách mạng của đảng bộ, quân và dân trong tỉnh. Đến năm 1961, nhà in được đổi tên thành nhà in giải phóng. Công trình bia kỷ niệm nhà in giải phóng nhằm ghi nhận công lao của đơn vị in ấn do ban tuyên quấn tỉnh ủy Cần Thơ thành lập. Địa điểm này nhằm nhắc nhớ cho các thế hệ kế thừa trong ngành in về truyền thống ý thức tự lực tự cường trong mọi hoàn cảnh, phân đấu dường lên và phát triển nghề in.